Đây ngã năm Hoàng Gia phải không? Đúng, đây gọi là ngã năm Hoàng Gia nè. Đây bán chợ Bắc Đông đó. Okay. Đâu? Cái này là chợ Bắc Đông đó. Chợ Bắc Đông này là 1 hay 2 ta? Chợ Bắc Đông này là chợ Bắc Đông của Tiền Giang, còn chợ Bắc Đông kia là của Long An. Nãy giờ có bán được cái nào chưa chú? Được. Con này ta sai. Chiều nay mà tới 6 giờ mà chưa thấy vẫn còn hơi hiệu quả là bắt đầu có một đại gia giấu tên. Còn đại gia giấu tên vừa liền. Có cần kêu không? Quắc gì không? Ê, mày đứng dưới trong đây đi, mày đứng ngoài đó, mày còn ra cả hết. Tính là bán bộ hả? Bán tốc độ đúng rồi. Bán tốc độ. Chú chú út mà ngồi đi nè, núp núp rồi. Tính đầu ta thấy cầm máy bán tốc độ. Cầm cái điện thoại lên cho bộ nó nói. Làm ta rụng rúng lên. Dạ, theo đó mày trẻ nó quay cho tao. Tờ vé số mua lại con cá. Có gì vậy? Có gì vậy? Hai kiểu đấy chị chơi nhiều. Bán đắt quá. Tại tôi lấy có 5 cặp đó, Hạnh đưa đó. Rồi còn vé số nào bạn? Cái chị ơi. Đó, đó có cá rồi. Có cá rồi. Đây lấy cửa đi nè. Dạ em làm cái mình. Quay lại để coi chừng ống canh gian bán lận đó. Đây nè. Không có qua đâu, không qua tại nha mày. Em mua cá kia đó mà đem mua cá này lộn nữa đó. Cá đó. Mấy lần không? Đây hả? Đi. Ủa, bịch này nhiêu chú? Nửa ký phải không? Vậy là có mối ruột hay sao nhìn là biết rồi. Quay lại quá lâu. Rồi quay lại với cái cô bán vé số coi. Đưa lên mạng đi các bạn. Nhiều khi đợt sau cái ta mua bán ngày 800 tờ giờ giờ này bà bán không nổi rồi, bà kêu ta mua nữa bạn. Bán ngày 800 tờ đó. Đó, số trúng đó. Số trúng đó. Số nào cũng trúng hết đó. Rồi. Thì đó là mình. Qua giờ này hết trơn rồi đó, không ai còn cân á, tự nhiên nay còn lấy cái 55 tờ nhiều còn 28 tờ, bán dở vậy. Không có làm 16 còn xếp bằng đấy. Bán từ qua nay tại cái sơ hôm sáng mày đâu bán được đâu, tụi nó bán nhóc. Khoan để đếm cái bao nhiêu tờ cái đó. Ông bán cá mua bán cá. Rồi, 4 vé rồi. Gì có 4 vé hả? Phải mua chục vé chứ. Thôi rồi. Cái chài mà chỗ mấy ông ngồi đó mình chạm được á, tại tôi vớt cái ông hai ký cá cam dĩnh. Ông nào ngồi đây à? Ngồi à, cái ông chặt cây tàu vớt cái trắng cả được rồi. Anh chú bán cá tờ nè 022573 ha, chiều nay sổ ngay số này mà trúng ngay số này là phải đi tìm chú. Ngày mai thì ông bán cá rồng cá phượng luôn. Mai thì ông bán cá rồng cá phượng luôn nha, ông còn bán mấy con cá phi này nữa. Lên đại lý cá cảnh. Mai khi ông đi bằng xe hơi ô tô á, coi như ô tô ông đi chạy ở đâu cứ rượt đi ông. Qua này tắm mày tỷ mấy vô sức mua mà. Sao không? Chiếc xe á, xe ô tô thì nó có mua loại 600 thôi. Được city rồi. Đi chạy cá một chút. Nó đỉnh. Cái đó đánh cá nguyên ngày về đủ tiền xăng. Thiếu sàn mắt sợ thiếu luôn, sợ thiếu luôn. Đó, mua chiếc xe giờ đi đánh cá giờ bỏ quay lại ngay cái thời mà chưa trúng số. Nãy bác có xe chiều mới chạy cá rồi gói lá cách. Ủa gì chú? Chạy cá gói lá cách đó nè. Làm chưa? Mới chiên rồi. Ờ, ủa vậy? Chiên rồi nhỏi thôi dễ ăn. Không tính tính là định quay cái đó luôn á. Họ về lấy chủ yếu anh này đây đâu phải ăn nhậu, cái này mình quay đến để... chủ yếu ăn nhậu mà ông nội. Ủa vậy? Đây đang quay đến nó chủ yếu để quay video cho khoe bà con.
không, giờ làm cách nào để tăng tăng cao cái khả năng quả cháo cá lên chứ giờ tôi thấy không vậy? Thật sự có người ta mới tăng được, mới bán được chứ. Được sao chú kêu kêu một con cô gái đẹp nào đó mặc đồ sexy một xíu múa 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 cầm hai cá lên múa. Mặc đồ bikini luôn hả? Đó. Đó. Cá gì đấy? Ủa đây chị. Cá rô như thế vậy? Cái này 50 ngàn. Rồi cá đó. Cái này 70. 50 luôn đi. Đồ này cá bự hơn. Thôi lấy lộn xộn hai thứ đi, 65. Chốt liền. Cứ con này con kia, con này con kia, căn đủ đi, 65 liền. Quay lại coi chừng ông giả bộ đếm đếm hồi lát. Ông ăn gian. Ông để cá nhỏ không mà ông cần cá nhỏ. Ông để cá nhỏ không cần 75 mà 70. Ủa sao người ta mua ký mà theo ông gồm thì muốn gồm được hay vậy? Cái máy này bán cho hết luôn. Thôi ký thôi. Gán luôn đi. Thôi ký hả? Gán luôn mình ăn nè. Để coi đủ không? Ủa cái đó là gì vậy? Cần bằng gì kìa? Đâu? Đúng không? Đâu đâu rồi phải coi coi. Có cần chế không? Rồi quay cho người ta coi. Chưa đợi, hãy yếu một chút. Cái kia, cái móc cái hai luôn ha. Thôi ký à. Còn mấy con bán cho ai trời? Thằng ký nè. Đó, 500 gram đó hả? Thấy không đi. Ký hả? Rồi lấy. Bà tranh thủ tiếp thị quá vậy. Gần sổ rồi đấy cho. Ủa gần sổ luôn hả ta? Sắp sổ rồi đó ông nội. Con của người ta rồi. Có giấy 100 ngàn không anh? Có giấy 100 ngàn nè. Hồi sao? Trời ơi, mà bán cái kiểu này là của các bạn. Tiền thì tiền chẳng thì mình lấy, còn tiền lẻ mình mượn của là lúc luôn. Ừ, cá lắm luôn á. Trả nữa. Có clip quay lại những con cá này luôn á. Có trả cá cũng ngon nè. Đi dài mà con nào có máy to vậy hả? Ờ, cái này nè. Có chị coi không? Cái kênh này chú Út chạy cá, chú chị lên YouTube á, chị coi cái đó là chú thấy không? Chạy cá trên sông Dòng Cỏ. Chị coi ra con nào mà chị mua mà không có đi chạy á, đem lại đây bắt đàn. Chờ chờ nữa đi. Đây. Rồi tưởng nó con trai. Trời ơi, tao nhìn tao biết con gái rồi. Sao sao biết? Thì nghe nó chuyện mới biết. Tao cảm giác. Tao có cảm giác tốt gì cái. Nhìn nó nói ổn này. Ở đây mình quảng bá thêm cái kênh của mình coi, ai hỏi thì mình nói. Rồi ổn quá, nhà không không cho chạy xe đi ra đây cười bắt cá quá trời. Lâu giải trí nữa mà. Ừ, giải trí liền. Mua mà còn có mấy con thì mua hết luôn. Trời ơi. Để nó đây lát bà ông khuyến mãi. Trời xe bồn nó có cá không ta? Chiếc xe bồn này chắc nãy quá. Chiếc xe nãy đó. Xe nãy đó. Có ai đi bán cá lực lượng hùng hậu như này cái bán tốc độ như này không? Lẽ lộ biển số xe muốn qua đây bán cá bị chuẩn. Thôi là mình suy nghĩ đây cái chiến dịch gì quảng cáo bán cá này kìa. Quảng cáo cá là cá mới đánh hôm qua mới chết hôm nay. Giờ ta là ta đi chợ ta mua đồ ăn chiều chưa ta? Chắc chưa đúng không? Sắp rồi, 1 tiếng nữa mới mua không? Dạ, dạ, dạ. 1 tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu ra đi chợ. Ở đây có công nhân của chú? Thật nó mát mát rồi, nó nắng màu lắm, mà nắng quá. Nó khác gì đây? Thì ngay cái đầu đó người ta quẹo vô, người ta thấy người ta đậu lại trước, rồi sau đó người ta chạy vô kia. Mà nắng nắng. Vậy cũng không biết nữa. Nãy đây nắng, mà nắng nắng quá. Nắng nắng quá sao bán nổi? Hồi ông héo với mình. Cá chưa ương nữa, ông ương rồi. Ừ, trước. Lát phải ướp đá không? Lát đá đâu nhá. Chắc chiều này cá mới nhiều nè, mình được cái xe chạy. Chạy cá nhiều lắm. Giờ mới vào hả? Đi mua nước.
có gì giờ ngồi đây chờ thời thiệt đó chú. Nó cần rau chú, rồi để giờ là thấy tao biết rồi. Thì dưới đây nguyên thùng chú, cũng mặn rồi hả? Mẹ em đem để cho bán. Còn cái nhỏ, quên. Để ra, cái thùng huyền thoại nữa đây hả? Ủa sao nãy nói nhỏ kia hết rồi? Cái gì này? 50. Cái lớn này 70 ngàn, còn cái này 50 ngàn. Bọc mà mới tham gia này không hết rồi. Máy vậy lấy không? Cái cô thấy nhiều quá. Muối mai phơi. Phơi lỡ muối muối luôn đấy chứ thêm có thì sao sao vậy em? Lỡ phơi phơi luôn, lỡ ướp ướp luôn. Còn á. Sao? Con cá nguyên ngày. Quay lên vậy. Cái bẫy nè. 55.000 chọc lọc nữa có 5.000 lẻ không? Cá này chưa chưa mổ bụng hả chú? Chưa. Mấy cái này mổ bụng hết rồi hay chưa luôn? Chưa luôn. Của thằng kia đi đâu tiêu ta? Ngồi nó uống ngồi nó ngủ luôn rồi. Không có tiếng hồ đâu, hết cá luôn. Cô biển với chà cá luôn. Mười mấy bịch chà cá với mấy cái cá luôn. Giờ nắng quá. Nãy thấy nguyên đám mây thì tụi nó mưa chứ, ngày không mưa, làm râm mà. Ba nữa đây hình như cái đường nó vô chùa đúng không chú? Cái gì thiền luyện viện đúng không? Viện dưới kia. Ủa, đâu? Đây, thẳng dưới có đường vô. Vác nãy hỏi con đi bằng gì, định ô tô, ô tô định chở chú đó, mấy cá bằng ô tô nó sốc. Mà chạy quay được. Nó chạy con vòng này nè. Nhưng được bờ bên kè này. Dạ. Mà bán đó xuống người ta, ta đâu có thấy thương mình đâu, ta mua đâu. Nhiều khi ta không mua. Ghét nè. Ghét. Đi bắn cá mà đi bằng ô tô. Mua cái chai nước gì mà lâu vậy?
Mua sò cái bông gội đầu chi vậy? Phải không? Mua chai sò gội đầu đúng không? Nước lon. Dạ. Tưởng là mua chai. Nhìn nó tưởng nó chai sò bông gội đầu. Mày ra mua mày mua đâu? Trời chơi chơi đó kìa. Trời ơi. Tưởng nó bán là người ta sẽ để bàn ghế gì chứ? Làm đi hết cái chợ luôn. Ta tưởng nó mình ăn cắp mặt trộm vậy đó đi, ta nhìn quá trời. Để đây đi, ăn đi. Đổ cái mang quà luôn. Để đá cá đá thôi. Ngồi. Gốc kia kìa, mấy đèn thui kìa. Ghê. Dạ, yeah, bỏ vô cái cao. Được rồi. Đừng dục cái máy. Ê, bỏ thùng rác nè, thùng rác nè. Đâu? Nó. Cái thùng rác còn da. Để đi, lát nữa biết đâu, đừng cá thôi. Ừ. Tao mới lạc quên. Xong rồi đó, con ngon lon này về nghỉ. À, vô mua cá thôi. Xe khó như tao, xe khó tao luôn. Cá nào chị? Cá cá là cá phi. Cá là cũng khai không con? Cá cá là cá bà Vinh không à? Còn cá nguyên con là mấy nguyên con gì nè? Phi bà Vinh, cô biển. Cái đó nhiêu bình? 40 ngàn à chị? Em bán mấy năm nay vậy đó. Cá cũ mà. Dài rồi mà cực lắm coi. Còn 8 kg, 38 ngàn luôn. 38 ngàn luôn. Dứt. Cứ hai mua bịch bù vô 2 ngàn. Mắc hơn cá dài nữa. Cái này là chả cá làm ngon lắm, bỏ xương mà nạc mà. Chị ăn thử coi. Cá đồng chứ không đâu. Đâu giữ là không có 30 ngàn, ngày nay có 40 ngàn. Không có, bữa đó em bán 30 ngàn là bịch em vô có 3 gram rưỡi à, còn này em vô bịch tới nửa ký, kỳ hơn nữa. Xăng còn lên mà cô. Cá. Trời ơi, mày giờ không có người ta mua này còn lên gì. Còn bên 300 ngàn em vô 3 gram rưỡi nè. Đại gia đi coi. Nhiều quá. Thấy à, ăn không ngon thôi bữa sau đừng mua nữa. Không ngon. Có mua rồi chứ không có ở đâu à. Bạn ngon không? Mua rồi mày ngon không? Không có, em nói mắc hơn là cá ăn nhiều hơn. Giờ đại đi, 38 ngàn bịch. Chứ phải có buông bịch, con buông vô 2 ngàn, cứ buông bịch buông 2 ngàn. Sao lấy bịch thấy gì? À, thôi dùm cảm ơn. Tại em bớt nhiều tiền quá. 2 bịch 70 luôn. Ăn bịch cá khai với lọn cải với hết 50 ngàn. 2 bịch 70 luôn. Còn dạ, con trả giá dùm luôn. Cứ hả ai mua là con bù vô đó, con tiền bớt là tiền bù đó. Nhanh cô ơi, nhanh luôn cô ơi. Nhanh. Nhanh đi lặng khoảng anh đó lại mua hết. Anh đó là anh mua hết. Bắt đầu. Bán vì đam mê thôi. Bán quay lên mạng rồi nữa. Sao? Để tao biết bây giờ còn cá gì nó lát ba khỏi đi trong. Để bữa bán 30-30 ngàn là vô bịch có 300 rưỡi à. Còn hôm ngày là em vô đơn ký không à. Mắc rồi, giờ lên 40 ngàn còn mắc nữa. Có cá nhiều chứ không phải là mắc. Thôi giờ chặt ra nửa bịch đi. 30 rưỡi gạo thôi bán nhiều. Số lượng cũng vậy à. 20 ngàn cũng vậy à. Lấy bịch đi. Đó, thấy chưa? Dễ thương không? Mình lấy bánh 38 để em biết một không. Tại vòng qua đây chứ hả? Có là phải lắm thì mắc thôi, tại em vô bịch nhiều, cá nhiều thì hiểu không? Bịch nhiều hơn nữa. Dạ sao chị mua bịch nhiêu? 40 hay 38 để em biết nè. Bịch 20 thôi.
Mình 20 con không có tiền bầu. Rã về chơi hết lỗ hết hai lon. Trời uống thật sự còn còn lỗ nữa hả? Uống giờ sự vậy khác. Thôi xe, xe hở bạc. Bán gì đồng mai thôi. Xe quá hở bạc rồi. Mày kia chạy không về sao được. Tao có xe là bị nó bị cháy. Hả? Bị gì? Cháy. Cái gà khói đó thì nó cháy nó gà thôi. Đó mày thấy ghê không? Thì tao không mua tao hù tao lỗ. Xe tải nó lại chở hết mấy tăng cao đi. Trời, gậu liền trời. Rồi đó, bán cho ba được mình cái cá trồng cần 2. Hả? Rồi đó bán cho ba mình được mình cái cá cần 2. Thôi, bảy bả, đang lên mạng vòng động. Đang lên TV. Anh nói là bán giờ cho chị rất là mạnh mẽ. Rồi rớt hết luôn hả? Tao quên hả, nãy giờ tao quên chế cho mày, tao uống nhiệt tình quá. Chế tao miếng thôi, uống con đừng. Bác gái vừa đẹp nhiều thế lo đứng đi nè. Dừng xe và khởi hành ngang dốc nè. Này mình quay mình đi bán cá mốt. Này tại tại dữ. Chắc tao cắm mà mình chạy tao đi chạy cá. Thì chưa hết thấy dưới tao mua chài hết trơn đó. Yeah. Thấy dưới mình là tao mua chài. Tại tao chài gì vậy? Tao bắt trước tao tao chạy. Tại tao thấy mình chài nhiều quá rồi. Dạ bữa đó mình không quay clip nữa, tao đâu biết chỗ đâu chạy. Mày ta chài được thì vừa mừng cho người ta. Cái gì chứ chài. Nó vậy chứ chài cũng cực lắm chứ bộ. Nó dễ ăn lắm. Ừ. Không chài được. Thí dụ như người ta sẽ mới mua cái chài chắc chắn là xiên lắm. Một hai ngày đầu xiên quăng lắm. Chừng quăng thì khẽ anh ta. Quăng chừng quăng chừng 2 ngày là bỏ rồi. Quăng chừng 2-3 ngày thì thấy là đảm tâm đam mê là quăng với đồ kè các bạn. Tại tao quăng tao ăn cơ mà. Còn mình là bên gọi là nghề mưu sinh rồi thì mình phải làm tới nơi tới chốn. Còn ta làm như là tạm thời. Chạy đủ ăn tao vô nghỉ. Trời quá rau nó bỏ thêm con cá rô vô nó quá tuyệt vời rồi chú ơi. Đâu? Đi rồi. Nhìn kìa ổng chứ nãy tôi thấy ổng mà chở đám rau từ xa là tao quắt luôn vô cá. Bất chấp luôn, bị bán bất chấp. Bất chấp luôn. Không quay lại luôn rồi trời. Đó. Gì? Quay lại mua nè. Phải không? Phải không? Phải. Kịp mua cá chú ơi. Ủa? Đó đâu phải rau. Chứ có gì? Lá gì á? Lá tử rau ngốc. Ở đây nè, không thấy chị em nào đẹp hết ta. Ừ, tới ngày đi lo quay đẹp không? Quay lo bán cá đi. Tại được không được tôi livestream lên giờ tôi nói còn bao nhiêu loại nè. Còn cái gì đây? Cái mẹ Vinh. Trong thùng người còn không? Cứ đem hết luôn đi. Hết chưa? Hết rồi đó, còn nhiêu đó đó. Ủa sao chị không quay nhiều lắm mà? Dâu hết rồi. Dâu rồi hả? Cứ ký cá ông chạy là ông đổi bình nhãn đi, cái lá bình về nặng là xét. Ký cá đổi bình lâm chơm. Mau lẹ. Mấy ký cá đổi được thùng bia ta? Thùng giờ 306 là tại đại lý. Mua ngoài 390 rồi. Giờ 400 này là 10 ký. Tức gì 10 bịch. Gì? 10 bịch chạy cá. 10 bịch chạy cá. 10 bịch chạy cá là... Không, bán cá tính ký á, tính ký chạy cá. Tính theo cá này cho nó dễ hơn nè. Cá này là mấy con là độ bằng rồi. Mấy con đậu. Đậu có cái này mình bán 900 mấy chục. Con bự, con đó là con gì, rô phi hả? Sao tới giờ tao vẫn chưa phân biệt được con rô phi với con rô biển vậy trời.
nè, con vẫn nè, không mày kỹ đi. Ông bằng đâu ông cạo mất bẹ. Là tất nhiên là cái dãy nó nhỏ hơn, ừ. Nó màu hơn, màu xanh xanh vậy nè. Ừ. Có phi là màu này nè, xanh tím nè. Nó có vàng vàng như là con cá rô biển. Ừ. Cá phi thì nó hơi đen đen. Cá phi lúc nào nó bự hơn cá rô biển hết. Rồi đánh lên rồi con cá rô biển, con cá rô phi nhỏ rồi xuống. Phi nhỏ nè. Nhìn là biết hả? Ừ. Mày cái con hổm mà đi chạy bắt cái lưới đó. Mày xuống mày mò đó. Đây giờ bữa sách cần câu theo chú câu. Chú chỉ cho bạn. Xuyên quá quăng cái hết bà cá được rồi đâu. Chừng vài bữa sách câu theo là cái dừa kia nó chín đó. Chừng còn câu cái gì mê luôn. Giờ bữa là chín nè. Cây dừa sáng đó đâu. À. Chín là mình để cái dừa đó mình câu. Mày quay phim mà riết ông công an xã ổng nó mày bắn lúc độ luôn. Mày ngồi nấp sau chiếc ạt đó mày đứng mày quay rồi. Tao mới sợ. Bây giờ nó chèo qua cái này luôn. Tự nhiên nhảy ngang qua thấy sao tải sao bên gì đá đèn cành cành cành. Chỉ à. Vô ra pin mà chỉ gì nè. Nhớ cầm cây gì đó, cầm cây gì thì mình chỉ đó. Áo vàng. Ủa sao mày uống phụ tao đi? Để nó đi, uống cái hết liền rồi lát uống phụ mà uống không nổi. Ghê kỳ ha, bia mà uống mấy lon này được mà nước ngọt uống chừng hai lon này là xỉu lên xỉu xuống. 300 cũng 320. Suy nghĩ là chiến dịch về để bán cá cho lẹ đây nè. Làm quán chiều nay là ăn chiên xù không luôn. Sáng giờ hết mấy cái sao? Cá hả? Ừ. Cá bị nhỏ đó hết rồi. Này có mấy ký rồi. Nhà nó ra mà. Mày coi điện sĩ coi. Coi bình thường rồi. Bộ bình thường trước chạy lại ngay chỗ cái cua nó bắn luôn hả? Đây là hả? Ừ, cái dấu đó. Hai đường vào vô hả? Ừ, ngồi bình thường. Không ai la nè. Mấy năm rồi. Bán bao lâu ở đây rồi? Hồi tao mới về mấy 5 năm rồi. 5 năm bán đó rồi hả? 5 năm bán cá rồi, ngay đầu cua rồi. Bữa nào báo ra sạch tự. Ngày đó thì không ai nắng quá trời. Có đóng tiền thuế chợ không chú? Chợ đâu, tao bán có tiền tiếng một hồi như vậy cũng đắt rồi. Đâu phải nhà nào cũng có cá bán đâu. Quên. Công an rồi mua cá đâu vậy. Cái này cũng Tân Hòa Đông hay gì chú hay không? Đâu đâu với kia. Đây là gì? Thành Mỹ. Mỹ kìa, phải nói là xã nông thôn mới Thành Mỹ đó. Nãy sáng mày nói ông chạy xuống chợ Bắc Đông bán tôi tưởng rồi chạy xuống chợ kia. Trời đó, chợ này đâu bán. Tại mình có hai chỗ thôi. Quay lại cái thời mất hơi lợm mày cầm đó tao thấy người ta áp lực lắm á là hay là mày để dưới đường á để gì mày để cái thì cầm vậy đâu có gì đâu như ta như nghĩ như đi chơi vậy khuất quay cho bà con xem chứ để nguyên mà người ta biết gì nữa. Ta thấy áp lực. Tính đầu là bán lúc độ gì. Nãy giờ mày thấy không? Ai ghé vô cũng buộc phải mua hết chứ không ai lên TV vô. Bây giờ mày giấu đi. Ai đi ngang qua cái mình em cái máy cái gào chi hình lại. Giờ chị này trả giá đã không mua nè. Giờ trả giá rồi em chịu mất rồi mà giờ không mua trả luôn. Lên TV này. Kênh mà được đề xuất trong hai tỉnh này là thấy bà chị. Chưa hết thấy kênh được đề xuất ở tầng ngang rồi đó. Chưa hết thấy gì ai mà ở bên kia rồi đó.
nem nướng phải, chủ nem nướng chắc phải chủ không? Cũng có thể cái anh đó là con của ông chủ chừng. Rồi chi luôn chi nhánh hả? Đừng chỉ vô tao nữa. Dạ ổng kìa. Ổng đang mua mẹo ổng làm gì kìa. Ngâm nước cá thì tao nặng ký lên kìa. Đó tươi. Mới chú có bán cho chú Tứng không? Không, hồi nãy không có đi được. Chú Tứng gì? Tứng cứ một cây á. Mua cây á. Mua cây trầm cừ á, ổng có đặt cá. Chú đẩy cái là đẩy à? Đẩy mấy cái này là hết cho ổng luôn nè. Nãy ổng dặn mấy ký cá mè Vinh. Bán cá mà có đệ theo nữa. Không ai sang gì chú. Bán cá rồi có nhân viên theo nữa. Nó không phải ngoài chứ nhân viên của bạn học không. Ừ. Hàng kỹ sư đang đi theo bán cá luôn. Không nghe gì. Hàng kỹ sư tốt nghiệp xong giờ không biết làm sao để bắt mối khách hàng ra học chứ quán cá. Số số gì kìa? Số số kìa. Sao 14 17 kìa? Tao lâu lắm rồi không có cảm giác trúng số. 2 năm trời rồi không biết trúng số đầu là gì. Coi trúng số không cô, trúng nếu số này trúng hơn vậy ạ. À. Về gấp, về gấp. Giờ đã, giờ đã, lát đây tao bóp cổ. Bà với số bà ra bà đồn cái bóp cổ của chạy về. Chắc phải đi đường mới vậy. Ừ đúng rồi đó, đi đường cũ em bị chặn á. Phải không? Cái bộ đó nãy giờ làm gì chạy qua chạy lại tính mua cá mà ngại coi không để tao quắt đây. Làm chi cực quá cực á. Mà vui mà. Để có được những thước phim, những cái video về phải mình phải chịu cực khổ mới được. Khổ mới có. Hay là giờ ông lại ông cộng tác với mấy bà bán rau đi ông ngốc ơi. Ông ngồi kế bên bà bán rau á, thí dụ ai rau ngót thì ông tư vấn mua cá phi này. Còn ai mua rau mua mấy cái gì ta? Gì đậu bắp hay gì đó thì mua con gì đó nấu canh chua con gì ta. Cà phê cũng nấu canh chua được. À cà phê cũng nấu canh chua được luôn. Ai mua hôm qua này kêu mua chả cá mà. Ừ, vậy đúng rồi. Còn cá mè Vinh thì ăn với cái gì ta? Lại mấy bà bán tương hộp á. Tương hả? Tương. Nãy giờ tao kể đủ món rồi, thấy chắc rác nữa, chắc tao mày đi mua mấy cái đó giờ. Ờ bán cái này ta phải liên kết với nhau. Cái rau phi thì rồi gần rau ngót nè. Ủa giờ còn có gì đâu, có cá mè Vinh với lại cá rau phi à. Chủ xong năm nay không đem khóm ra bán luôn, mình kẹp chung luôn. Nấu canh chua rồi bán kẹp. Có chưa chặt. Nãy tôi đem theo cái bếp ga nữa ra đây giờ vừa ngồi bán vừa nấu lẩu luôn. Về nữa ăn là ngon rồi. Bữa sau rút kinh nghiệm đi bán cá đem theo bếp than. Rượu bia luôn không? Cứ mỗi loại cá gì mình làm món mình giới thiệu người ta lại về làm luôn. Mày bật live stream luôn đi. Kêu bạn bè. Bằng cam bật live stream lát nữa cam. Kêu bạn bè gì ở đây đây có bạn bè đúng không? Bạn bè lỡ đó ở Sài Gòn bắt con kiếm hai cái cà phê đó rồi nó khóc. Giờ tao trả con cá đâu có tấm dồi. Mấy bạn xa xin mua. Ừ. Mấy thằng Vũng Tàu thích mua cá rô phi. Đem từ đây tới Sài Gòn hai cái cá lỗ chanh luôn. Giao dù 2 kg. Đó, chăm còn mà tỏi nha. Chạy còn hơn mấy thằng nào xếp.
Kìa, hai chị này mua cá. Cá không chị ơi? Mua cá chị ơi. Nó mà phiền chứ không có nó. Đang phải bắn cấp cấp độ đâu trời. Người ta dừng lại, người ta tới quay đầu xe, người ta chạy về. Hai bà này chắc sợ bắn tốc độ cái gì đây, có đâu. Sao kinh không? Chị bị cầm, mình cầm cái máy mà chụp hình lại vô vậy nè. Mà núp núp trong cái góc. Mày núp ngay góc này nè. À, chứ. Cái mày núp đó lên núp đó. Không dám chạy ra. Chạy, mày thấy chạy người ra. Ta vừa tới mày lú đầu lên. Lú đầu lên. Mấy anh chị anh đưa sợ luôn á. Bà. Mấy bà phụ nữ á. Mày đi, nãy giờ mấy xe tải chạy ngoan kêu. Tại mày á. Quay đầu. Tạc con người lâu lâu đây, tao chạy vô. Tính là quá tốc độ không anh? Đeo khẩu trang mà áo khoác kín mít rồi. Ngồi góc thấy mày y chang mấy thằng bắn tốc độ luôn chứ còn gì nữa. Mày y chang luôn. Mày thấy nào mà đang cô mày dí ra mày làm mày quay quá lên. Dễ suy nghĩ trắng đêm luôn. Cái đụng hèn nó cháy. Đúng không? Là bán chung luôn đi. Bán cái rupee mà. Không bán cái đưa hồng. Hai con nó ná vào á. Ná đồng ná. Thì cá phi với cá điêu hồng, con nào cũng lẩu, con kia nấu lẩu cũng ngon vậy. Con ngang ngang nha, mà cái con kia là màu đỏ, này màu đậm màu đen. Bán chung vui, bán 50 mà. Bà kia bán rau kìa, kết hợp bả. Ê. Có chị kia bán rau rồi lại kết hợp. Đó là hai rau. Gì? Bị ăn rau. Gì chứ? Bỏ rau. Bỏ rau chứ đâu có bán. Ta giao lái đâu nội. Đi bán cá chạy Winnie Eat. Cái bản bà rồ đó chứ. Hồi nãy này không đi đem ô tô rồi mệt đó. Là bán không được luôn. Nãy tôi hạ ô tô xuống cổ để mở cớp lên cho ông ngồi chậm bán mở lạnh. Hai chạy chứ nghe tôi bán cá quả gì? Vậy hả? Lúc trả cá không mà lấy nghe tôi chơi gọn gọn khô à. Đâu có dính xịn đâu chợ. Bình thường. Khi lấy chiếc quay sành tôi đi, hay lấy chiếc tôi đi mà. Thôi, giờ đi chiếc quay sành là hơi bị đại gia luôn á. Sành giờ 60 triệu một chiếc rồi đó. Lên vậy hả? Đúng rồi, giờ lên 60. Trời ơi, vậy là lúc luôn rồi. Thảo hồi đó mua nhiêu? Dạ, cái xe không là 37 năm. Giấy tờ luôn là 40, 40 mấy vậy. 40, 40 mấy giờ kêu là 40, 40 mấy bán luôn kìa. Rồi lúc chạy đã rồi. Bán lại luôn á. Cũng mấy ngàn cây rồi. Lúc đó nó đang giảm giá. Đầu tiên thì nó ra thì mắc cái nó sụp lại. Bây giờ lên 60 rồi, 50 mấy rồi, 57, 58 gì rồi. Xong giấy tờ 60. Ghê rồi. Ghê lắm. Giờ ai chạy phía sành là đại gia không đó. Giờ là cái biên bản ấy, hay biên bản biên bản nào nó cũng lên giá hết. Bản nào nó cũng lên. Đặc biệt nhiều khi nó cao hơn chứ. Anh thấy đi hành lên giá vậy, bảo vậy quyết định đi mua ô tô luôn. Vậy là đúng luôn hả? Tính hàng gom không đủ tiền mua Vision. Vision lên giá quá quyết định đi mua ô tô luôn, đỡ mất giá. Chảnh không? Ở thằng mod là cũng chắc cũng vậy thôi ta. Giá nó cũng lên hơn xíu thôi ta. Nữa đã người ta mới về lú lú đầu lên chạy ra cái mày chạy đâu, đối đúng vậy. Tao nói chiều nay về nè. Chút xíu cộng đồng gì? Cộng đồng Tiền Giang đăng lên thôi, má ra chỗ thành Mỹ này có người bán tốc độ mới. Có chim mồi. Là cái thằng bán cá. Vừa chú khỏi bán này luôn. Thằng bán cá giả danh. Bây giờ tao chỉ mày nè, mày chui qua ngay chỗ cái miếng bye bye mà ngay cái bảng mình đứng vô nó quay. Trầm luôn. Có không ấy lại ngay chạm nó kìa, chắc chắn luôn đó. Đó có ngồi ngay đó dẫn chiếc Winner S ngồi đi quay đắp đắp lên trong nè. Giờ bọn cầm đi thầu kia nói đó gì nè. Tao đầu tư hồi nãy tao thấy cái chỗ kia bán đồ chơi tao mua cho mày cái bộ đàm.
Mày bả alo rồi cho tao nói biển số 63F gì đó. Ừ. Chạy ngang qua mà không mua cá thì bắn có được chết mẹ. Nói bữa sau kêu mấy anh vô thăm qua bên đây đứng nè. Kìa. Sẵn bắt vô rồi sẵn người ta đâu biết làm gì, kêu người ta đứng đợi mua cá mà ổng với đi bạn. Ăn cá xả xui đâu. Ừ, bán không được nhiều cá hết, ổng đốt hết có vé rồi kìa. Đường này tỉnh lộ hay quốc lộ ta? Đường này tỉnh. Tỉnh gì nhắc đâu có giao thông. Giao thông là cái này đường tỉnh 839 hay gì đó. Đó là cái này chặn lại. Chặn. Đường này là đường gì? Có đường gì? Có đường. Hả? Quốc lộ gì? Nhớ đường này. Đi mày. Lát chút xíu nữa ta đem đi cho nữa cho nhục chứ. Chờ mua không mua lát cho luôn. Rót rồi đi ta tan hết. Làm cách nào bán cho nó hết nhanh ta. Mày mua đi. Để tôi tính giùm cho. Đó sao bịch 240. Cá rô phi giờ nhiêu ký ta? 70.000 hả? Mình nghĩ rồi. Cái nhiêu? 40.000. 40.000 hả? 40.000 ký vậy con có chắc là 40. Ủa con nói chắc làm gì tới ký? 400-500 gram. Nửa ký đi. Đây là 20. Để ta tính sơ luôn cho giờ mua cái bạch này nửa ký với lại con cá nửa ký nữa về là ký thịt cá cộng thêm rau ngót. Kìa có con gì mua nè, con cá cười rồi không bắt tới đi. Chị cái đường này kêu đường gì vậy? Đây hả? Ờ. Nó ra. Ra rồi nhưng mà cái đường thẳng này nè nó kêu là gì? Nó kêu là đường tỉnh gì hay gì? Ờ, không biết hả? Không biết luôn hả? Kêu ra ra đây chứ em. Muốn biết là bật map lên biết gì? Không. Tao khách hỏi ra. Đang gì nữa? Ai biết, tôi thấy ai cũng bịch hết, tôi bịch theo. Vợ con đâu thấy cảnh này. Bán cá chút xíu nó này nó kia. Ê, ông không thấy tao đi chưa đủ sai, mình đi mốt đặt nữa kìa. Lâu lâu không có đệ ông bắt đi. Nè, đã mấy quảng cáo bây giờ cái dụng.
50.000 tiếng hả chị? Cho thuê dù 50.000 tiếng kìa. Mày có uống nước gì không? Ai? Mày để mày leo xe chạy đem nắng luôn đi. Tao uống chứ. Tao đang khát nước gần chết rồi, sáng tới giờ tao uống được ly nước nào. Sáng giờ tao chạy xe không? Đây là ăn trước đi. Tao uống xíu tao lại. Để đem mấy cái ly ra luôn. Má đi thì tao uống chút xíu nó lại tao dục rác luôn, đem lại chi. Đi lại đẳng đi. Mày dựng lên ngay chỗ cái xe đi em con có lý. Chợ Bắc Đông. Sáu à? Vâng. 36 là coi. 40. 6 lần 4 24. 65.000. Đâu rồi, đi đâu hả? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Rình rập vậy? Tao đang kiên cố kìa, khu vực đậu xe hai bánh từ biển đến Bạch Sơn Trắng, tao đang kiếm cái Bạch Sơn Trắng ở đâu rồi đậu. Ê, cái bản không? Đậu xe từ biển đến Bạch Sơn Trắng, tao đang kiếm cái Bạch Sơn Trắng ở đâu rồi đậu. Tự nhiên chạy xe quánh. Làm gì? Chị định chạy hai bánh không? Cái Bạch Sơn Trắng ở đâu? Biển. À. Đậu xe hai bánh từ biển đến Bạch Sơn Trắng. Bạch Sơn Trắng đâu? Tại để vậy đậu đâu rồi đậu. Tao kiếm gần chết rồi nãy giờ tao đâu thấy. Đừng đậu dưới đậu. Cá anh ơi. Cá phi hả? Cá phi nãy dọn tới đây bán được hai lần nhanh thiệt. Lên đây bán liền. Cá cá. Cá phi nó nhiêu ký hả? 40.000 anh. Lấy con đó chặt ra nửa ký bán. Đúng phử luôn đi. Sao? Tại cô dân bắt cá tại thử ông hơi. Mua là ông hên rồi á. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Ôi, cô bán này tôi đủ rồi. Đâu đâu đâu. Sao uống 24.000? Con gì chiên đủ vợ ăn hết trời. Đâu, đâu. Con đây. Đâu, con nữa. Con bự này nữa. Tại bự đi. Hay là cho hai nhỏ. 6 gram hả? Cái gì không có oxy. Thì cái đại mà không có oxy đem ra đâu. Đâu, coi bao nhiêu ký? Coi ống cho cân nha.
À, trứng gà 94 36. Đang còn 24 ăn đấy nó buồn. Có thấy chưa? Tuyệt vời không? Dọn đây có Lý ha. Đúng không Thủy? Đúng không Thủy rồi. Lại đây là ba người mua liền luôn. Nói tôi tính đứng nặng là nó cay hết kìa. Tại đó thì bán đây không ạ? Bốn nửa ký trong đây không? Quay lại cho kỹ, ông cần chan lắm đó. Phải quay kỹ mới được nha. Quay cho kỹ. Rồi. Lát cô về mà cần thiếu chạy ra đây bỏ vô. Còn nhiều lấy đã luôn đi. Quay lấy bà ông mà bán cho ăn, cái ra tò liền. Đâu biết. Má bình rành năm hôm nay rồi. Ba lần thôi là chậm, sao là một. Cá gì mà to polymer không? Chừng 5 phút nữa cái ông nói không có tiền thối, không có tiền lẻ thối nữa. Ghê lắm. Không có 5.000 được nữa. Hả? Không có 5.000 lẻ không? Bán giả bộ không có 5.000 nữa, lấy thêm con nữa chứ đâu. có lấy thêm con chẳng 5.000. Đây có luôn. Làm được 5.000 bán được luôn. Cá của biển kìa. Cá ăn cà phê. Nó có màu ăn. Ừ, có mình tao hai nhà. Tôi cũng ta gà. Có mệt mới. Ăn con giữa đường đứt gánh nữa hai con. Thiệt luôn. Lỡ chiên chiên luôn. Lỡ chiên con này ăn không hết. Tao ăn nhà ăn thương tên nè, cá dồ cũng không ăn luôn. Không còn là nhiêu ta, lấy ăn nhiêu ta. Thôi lấy rẻ đi, có 40.000 ký con vậy lấy 40 rồi. Nói có duyên rồi. 40.000 ký con 40 lại lúc. Thôi lấy 10.000 đi mà cho con đi. Giờ không không. Nhưng mà về chắc là tao không ăn đó. Một con này cũng đã ăn cá chín nè. Ít vậy. Vậy ăn chả cá đi. Ăn cái đó mới câu lấy xương nữa, chơi thêm bịch chả cá nữa. Thiệt, bịch này có 40 à. Đấy, thằng lắm. Thôi giờ lấy rẻ 2 bịch 80 luôn. Phải chia lấy rẻ 40.000 bịch. Lấy 2 bịch trả 40.000. Cá bìa. Cá dồ không ăn nè, cá này cũng ăn, cá hú luôn. Cá dồ không ăn luôn. Cá dồ không ăn luôn? Không luôn. Ăn là chỉ ăn cá hú. Ủa, cái dồ cá hú khác không ta? Khác. Ăn thấy dữ không? Cá dồ thì nó dồ hơn con cá hú. Tao cá chết thì tôi cũng như con cá. Con cá hú nó nhỏ hơn con cá dồ phải không? Nó không ngon rồi mẹ. Nhưng mà nó nhỏ hơn hả phải không? À đúng rồi, nhỏ. Cá hú là dữ lắm, làm ký là dữ. Mày cầm má. Tao rút chìa khóa nó còn cái. Trời ơi. Chiếc xe mày nó còn cái ít cái nữa là tao chạy tới rồi. Lo gì. Ôi chết bà, bấm lộn gì quay tầm bậy bạ đây. Nó quay tìm đám cá. Tại hở mà không bán còn 2 kg về cân ra có 2 kg 2 hả? Con má nóng. Ra quay lại. Dạ, 2 kg về cân 8 nữa đó. 2 kg mà bán mua bán 2 kg mà giờ về cân ra 2 kg 2 tức cái bành ra chửi. Giờ quay lại luôn. Quay chắc hồi hết clip dung lượng mà không chưa bán xong luôn. Cái đống cá này là có người giả danh rao vô mua liền. 1 tiếng 16 phút rồi nè.
Ủa sao tử nó lật lên luôn hả? Nãy tao mới lật á. Nãy tao thấy lật yếu quá tao lật phụ. Dội số đi, dội số đi. Mày coi mày dội số đi cho chú Út về luôn nè. Để em tới giờ mà giờ này tắt thanh mấy mở rồi. Bốn mấy rồi. Rồi rồi. Sáu rồi. Để coi ông coi ông tặng cá cho bà con cho về rồi. Ủa trời đất ơi, nãy giờ mày chỉ đợi im lặng có khách điện nữa chứ. Thêm bịch nữa đi coi. Bịch thì lấy cho nó hết luôn. Cho ta coi hỏi. Cho cục đá luôn. Đây, dọn. Cái này là chú mượn của người ta hả? Để thường chú chở đi theo hay gì hay là đi? Chở đây. Ta đặt thế chú. Ta mua hai cái bự này. Không cái tiền còn nó vô. Đi giao tiền nơi sao chú? Gần đâu? Ở nhà chú hả? Đâu cân cho bả nhiều khi bả lên YouTube coi. Rồi, ký rồi. Dạ. Còn một ít kia sổ luôn đi. Mua thì bán, không mua thì cũng có người mua. Dạ, em muốn về được đó. Gì? Lực gì cái này ký mấy nữa? Đợi xíu nó bán được. Trời ơi, cá kia nướng á. Một đống cá kia luôn á. Cá lâu kiếm mà cá 5 kg á. Thôi một bọc cá lâu kiếm luôn. Cá lâu kiếm mà 5 kg á. Cá lâu kiếm 5 kg. Ừ. Bọc luôn á.
ghê không? Mai một số 50. Cái chị ơi. Nãy dùng cần 5.000 có được 5.000 thôi. Ủa 5.000 đâu nữa? Nãy chú mới rớt hả? Không có mình thì con ta, không có ta cũng được. Ngân hàng của mình thì con anh. Vậy là còn nửa ký cá rô biển với một ký mấy ký cá phi. Chú cắn luôn, cắn đi để cái gì cho mình ép người ta luôn, bán rẻ luôn, nhiêu 40.000 ký hả chú? Bán 40 hả, mình ép ta bán 45 đi. Ai? Thấy mày lạ gì? Đây ký mấy đây? Ký 2 yếu. Ký 3.000. 36 đó, yếu lấy 35 rồi. 35.000. Còn 35.000 hả? 35.000 với nửa ký cá rô biển. Còn cái kia người ta có người đặt hàng rồi. Ai đặt? Bà gần nhà. Ba nãy hả? Ép cái bà gần nhà luôn, mua lại ký mấy luôn đi. Đem vô bà lấy luôn á. Rồi đi. Giờ về luôn. Giờ về luôn. Còn nó 35.000 chi? Bà lấy vô lấy luôn. Rồi. Chỉ còn mình nhỏ đó bà lấy luôn hả? Lấy luôn đi. Kêu bà. Ở đây mình tự quyết luôn. Tức là mình muốn bà mua là bà mua. Thôi cô nghe video này là cô đừng chửi luôn. Rồi hết. Rồi. Ghê chưa? Xong phim rồi. Còn chưa kịp quảng cáo cái ế. Đúng 5 giờ luôn. Con kia nó mua 2 con cá về kho gà mà sao mới đi luôn vậy? Mà làm nghĩa cái mới đi luôn rồi. Đúng 5 giờ. Ghê thiệt, bán đúng 5 giờ rồi. Số giờ số chứ. 5 giờ chứ anh. Để biết giờ mình đón xe đi Tân An luôn nè. Để biết đi xuống Tân An luôn sao khỏi. Đúng 2 hả? Để mình đi Tân An luôn chứ mình thổi ở đây đi hình như cũng có đúng không? Chết mình đi thẳng đây nè. 2G sao dò. 2G á. Đâu? Ở đây có ai bán vé số không? Kêu lại tao mua thêm tài nữa. Chờ số lên. Không, chắc chưa đâu, tôi chưa có nhận vé, giờ tao đang nhận vé hả? Mau về luôn đi. Sắp rồi. Ơi không đem đâu hả? Trời tan nát con tim rồi, không có số mình mua rồi. Hồ Chí Minh 13. Ê chú, tôi lấy điện thoại ra tao chép file luôn nha. Hay là đi luôn. Đó, chép file. Đi chép file rồi về đi. Cà Mau 76. Rồi, khách hàng về. Cà Mau 37. Cà Mau 73. Thấy nó mua vé số mà nó dục quá trời dục. Nó mua vé số mà nó dục. Vô không? Vô nào chết liền. Mày tưởng dễ vô lắm sao? Cà Mau 73. Rồi, thấy lên dễ rồi quá. Hồ Chí Minh băng 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 băng. Rồi đó coi. Có mạng mà hả? Có mạng mà. Cá chai là nó đó bắt. Chứ này chú em bích hả? Đây cho bà hai cá mình bán.
Hết rồi ha. Dạ.